Cả nhà coi Út Lượng trồng cái chậu lá cẩm nè cả nhà. Nhà thấy nó đẻ giờ, nó tốt chưa? Bây giờ bắt đầu mùa thu á. Buổi sáng nó lạnh lạnh với lại buổi tối lạnh lạnh là bắt đầu hơn cái lá nó cũng bị hơi úa chút xíu rồi nha. Trồng có một nhánh à, mày giờ mà cả nhà thấy không? Một chậu bự coi nè. Cả nhà thấy đẻ chưa? Giờ mình thu hoạch mình cắt xong rồi bắt đầu mình mấy cái chành đó bắt đầu mình dăm nha cả nhà. Út Lượng xin chào cả nhà nha. Bây giờ Út Lượng thu hoạch lá cẩm nè cả nhà. Lá cẩm này nó màu xanh nha cả nhà, mà khi đó, bắt đầu mình nấu nước lên đó là nó màu tím. Thường thường cái lá cẩm này người ta dùng để người ta nấu xôi nè cả nhà, xôi lá cẩm á mình hay nghe là cái này nè. Cả nhà thấy Út Lượng trồng có một nhánh mà giờ coi nè, thành một chậu bự chưa? Nó tốt chưa? Giờ mình hái vô bắt đầu ghe mình lấy cái lá nè. Mình nấu xong rồi mình nấu xôi mình ăn, màu đẹp lắm cả nhà. Lá màu xanh mà khi nấu nó thành màu tím tím đẹp á. Dột lượng cắt nha. Mình cắt xong rồi mấy cái chanh đây nè, chút bắt đầu mình dăm. Nè, cả nhà thấy không? Cái lá của nó nè. Đó, màu xanh nè. Mà khi mình nấu á là nước nó ra màu tím đẹp lắm. Lượng hồi trồng có một nhánh nè, một nhánh cũng một nhánh khoảng như vậy nè. Đó, một nhánh là bằng hai 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 bê chanh vậy nè, đó ghép lại vậy nè. Mà giờ họ nó thành một cái chậu bự bụi nhiều chưa? Cái này trời ấm á, nó lên đẹp lắm cả nhà. Giờ mình cắt bớt mình tỉa mấy cái chanh bớt đi. Cho nó lên cho nó đẹp. Năm sau á bắt đầu nó ấm là nó nứt lên nữa. Đó mình cắt như vậy nè. Giờ chừng mấy cái đây nè. Mấy cái chành mà về về nè, là bắt đầu chút mình trồng lại, mình dăm lại. Đó, mấy cái chành cái đây nó dở trồng mấy cái chành về về là bắt đầu hồi nó nứt nứt lên nó sống dở lắm cả nhà. Cái này mình làm bánh rồi đó, màu nó đẹp, lấy cái nước này này làm bánh nấu lên là bắt đầu nó màu tím mà đẹp đó. Cắt bớt ra chừng đứt. Giờ ở bên Mỹ chỗ ở là nó mùa thu rồi, mùa thu nên buổi sáng á, với lại buổi tối thì trời nó lạnh rồi. Mùa đông ở đây lạnh lắm nên mấy cái cây này á có khi á, nó chịu không được á, nó sẽ bị chết cả nhà. Mùa đông là phải đem vô cho nó ngủ đông chỗ ấm ấm gì á. Mùa xuân là bắt đầu trời á là nó mùa xuân là bắt đầu hết đông đá này, mà tao mình đem đây rồi mình tỉa mấy cái chanh này bớt rồi nè. Đó. Mấy cái chanh này á thì giờ bắt đầu cả nhà thấy cái lá nó úa úa nè. Đó, trời lạnh này bắt đầu cái lá này nó úa úa nè, thấy không? Cây này á thì cũng dễ trồng. Trời ấm mà trồng nó nhanh nớt cả nhà. Bữa nay trời ở bên đây lạnh lạnh có gió nữa. Mùa thu nên cái kinh giới này cả nhà, kinh giới bắt đầu nó cũng lên bông rồi nè. Đó, hoa nó màu tím tím nè cả nhà, thấy được không? Hoa kinh giới nè, tía tô cũng vậy cả nhà, tía tô nó cũng lên lên hoa lên bông hết à. Lá cẩm mình cắt để chừng nữa nó nứt lại cả nhà. Cái này dở trong đó, Út Lượng cắt cái này giờ nó trụi rồi nè, nhìn thấy một rổ không đẹp không nè. Màu xanh mà khi nấu nó thành màu tím hay ha, lé đây cũng hay á. Để chưa nè, được một rổ nè. Đó sẵn mình mấy cái chanh mà nó về về cả nhà, mấy cái chanh như về về nè. Mình lặt bớt cái lé đây nè. Đó, mình lấy cái lé mình vô mình nấu xôi.
Còn cái chanh á là chút á Út Lượng trồng lại nha cả nhà. Đó, như mấy cái chanh về về nè đó, là trồng á, nhanh sống nó nứt lên hết cả nhà. Đó, Út Lượng lặt một mớ cái chanh như vậy nè, mấy cái chanh về về nè, bắt đầu vô Út Lượng trồng nha. Đất trồng á thì mình cho hả phân cây với lại phân bò với lại đất á mình trộn chung. Đó, mấy cái chanh dầm mình dầm dầm xuống nè, thấy không cả nhà, thấy trồng nó dở không? Tại Út Lượng cắt nhiều chanh á nên mình khe hồ mình cắm xuống chừng nó nứt rỡ lên là nó thành được một chậu nữa, rồi bắt đầu từ từ mình chiết ra, mình chiết ra lại thành nhiều chậu cả nhà, là lúc đó là mình cá được nhiều lá cẩm. Cả nhà thấy chưa, bên Mỹ mà hận cũng có lá cẩm nè, đẻ không đó. Rồi mình lấy mớ phân mình đổ lên nữa đó. Mấy cái phân này Út Lượng trộn chung với lại nhau này. Đất với lại phân bò phân cây rồi nữa. Cả nhà thấy Út Lượng trồng đơn giản chưa? Trồng đơn giản mà hiệu quả. Trồng gì mà khi hở nó nứt rồi thôi chứ nó ra một chậu nhiều nhiều lé sai lắm. Đó. Đó. Rồi giờ mình tưới nước lên nha, nhanh nói nha cả nhà. Đó, Út Lượng thu hồi được một rổ lá cẩm này cả nhà. Lá cẩm mà đem nấu xôi màu đẹp mà cho nước cốt dừa vô ăn là đúng tuyệt vời luôn, đúng cả nhà. Và đây cái chậu đây là Út Lượng trồng nè, còn chậu đây này Út Lượng thu hồi rồi nè. Nhà thấy để chưa? Đó. Trồng lại vài bữa bắt đầu hở nó nứt lên cả nhà. Trời lại còn ấm này nó nứt lên nhanh lắm, nứt rỡ rồi nứt mầm rồi lên nữa. Rồi. Đây, thu hoạch lá cẩm đây xong rồi. Cảm ơn cả nhà để xem video của Út Lượng nha. Tạm biệt, bye bye. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn rất nhiều.